Kính thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng ta chính là trí tuệ, là đạo đức, là văn minh. Đảng cũng chính là cuộc sống, là niềm tin của triệu triệu con người Việt Nam. Chúng ta tự hào về Đảng quang vinh của mình, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã từ rất sớm ra đi tìm đường cứu nước, là lãnh tụ thiên tài, là người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Và tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một sáng tác vô cùng nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn, Đảng là cuộc sống của tôi, với phần thể hiện của bốn nữ nghệ sĩ ưu tú Hồng Hạnh, nghệ sĩ ưu tú Anh Phương, nghệ sĩ ưu tú Thúy Nội, nghệ sĩ ưu tú Thanh Loan, và tiết mục ngâm thơ Người đi tìm hình của nước, thơ Chế Lan Viên qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà. Đảng là cuộc sống của tôi.
riêng bác phải ra đi, cho tôi làm sóng dưới con tàu đưa tiễn bác. Khi bờ bãi dần lui, làng xóm khuất bồn phía nhìn không một bóng. Đời bồi tàu lênh đênh theo sóng bể, người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi, những đất tự do, những trời nô lệ, những con đường cách mạng đang tìm. Cần lao
lành trăm lần, trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt. Lenin mất rồi nhưng bác chẳng dừng chân. Luật cương của Lenin theo người về quê Việt, biên giới còn xa nhưng bác thấy đã đến rồi. Quý vị, như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, tin yêu Đảng, cả dân tộc ta chọn đời đi theo Đảng. Chúng ta biết ơn Đảng bằng tình cảm, trách nhiệm và hành động để cùng Đảng đi tới tương lai tốt đẹp hơn. Và tiếp ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức hai tác phẩm Như Hoa Hướng Dương, sáng tác Phan Huỳnh Điểu và ca khúc Người Mèo Ơn Đảng, sáng tác Thanh Phúc, biên đạo Quyết Tiến, qua phần thể hiện của tốp nữ nhà hát ca múa nhạc quân đội, ca sĩ Bích Hồng và tốp múa nhà hát ca múa nhạc quân đội. Thank you.
sống